Đây là một đơn hàng của ngày 12 tháng 12 trên Shopee tiếp. Vâng, thì hôm trước em có nói các bác em mua được một cái điện thoại này và hai chiếc máy chơi game và một số đồ nhỏ nhỏ khác. Thì đây là một trong hai chiếc máy đấy và em vừa về nhá. Đây này, giá các bác có thể nhìn thấy này, 362.000. Đây là một chiếc máy chơi game và không phải như một lần em móc một chiếc máy chơi game mới đâu, như chiếc máy của Trung Quốc đâu nhá. Ở đây là một chiếc máy chơi game cũ thôi, được giảm giá. Mới là bình thường thì chiếc máy này bán là giá tầm khoảng trên 500.000 thì phải. Và hôm nay em mua thì chỉ có hình như 300, 34 hay 350 thì cả vận chuyển đây là 362.000 nhá. Đây các bác có thể nhìn tên đây này. Đây. Đây là một chiếc máy chơi game DS Lite. Có cả thẻ R4 luôn. Đó. Và em mua cái này là màu xanh thì có 90% thôi. Không sao cả bởi vì em chưa chơi thử Nintendo bao giờ, thì chơi mỗi trên máy Wii thôi, còn trên máy cập tành Nintendo chưa chơi giờ, và đây là lần đầu tiên em thử mua bởi vì nó giảm giá nên mới mua. Em mua một chiếc này và một chiếc 3DS nữa cơ. Và chiếc 3DS thì nó về rồi nhưng mà em chưa bóc. Em sẽ làm cái này trước và em sẽ bóc cái đấy sau. Các bác nhá. Bây giờ em sẽ bóc cái này trước cho các bác xem này. Đó, đóng gói của Việt Nam thì đơn giản này thôi. Đó, có một cái túi bọn đây. Và cái máy bên trong thì cái này không biết là kèm theo là những cái gì, em hỏi thì người ta bảo là kèm theo một cái cáp sạc và có thẻ là 4 đồng hoàn. Đấy, bây giờ em sẽ mở hộp xuống như nào nhá. À. Đó. À, các bác thấy không? Đóng gói rất cẩn thận nhá. Đấy. Bọt biết đằng ngoài. Đây. À, đây là một sản phẩm cũ thôi, nó không có hộp hết gì cả. Một sản phẩm cũ thôi. Và đây là cái phụ kiện kèm theo này. Đây. Nó có một cái để xem nào. Cái này là cái đọc thẻ nhớ thôi. Một cái đọc thẻ nhớ chắc là kèm theo cái thẻ R4 NDS900 Đó, đây là cái đọc thẻ nhớ thôi. Một cái cáp sạc. Cái đầu sạc. À đúng rồi, cái đầu sạc, cái tụi này, cái đầu sạc của cái tụi máy chơi game DS này nó là đầu sạc rất là lạ và chỉ riêng nó mới có thôi. Đó, thì nó sẽ một cái cáp sạc này thì chúng ta có thể dùng, các bác có thể dùng cùng với lại cả cổng adapter của sạc điện thoại được, đúng không? Đấy, thì người ta tặng cho một cáp sạc thôi. Có mấy trăm nghìn nó không đổi nhiều, với là sản phẩm mua mới thì khá đắt. Đó, một chiếc máy màu xanh các bác nhá. Đây, một chiếc máy màu xanh này. À, có cái thẻ R4 này. Đây. Đây là một cái thẻ R4 nó thay cho cái băng. Cái này thì nó thay cho một cái băng gốc, bởi vì nếu mà các bác mua cái máy này ý, mà các bác không có cái này thì các bác phải mua băng gốc. Băng gốc của nó tương đối là đắt và một băng chỉ chơi một game thôi. Còn nếu có cái thẻ này ý, đây là đây nó có cái thẻ nhớ này, đây xem người ta tặng cho em. À, người ta tặng cho em cái thẻ nhớ 2GB thôi. Thì với cái thẻ 2GB thì không biết là chơi được bao nhiêu game, người ta quảng cáo là mấy chục game, thì em xem thử nhá. Đấy, thì nếu mà các bác có cái thẻ R4 này, phiên bản 2020 đồng hàng này, R4 này, website của nó như này, R4ISCHSDHC.com này. Đó, lên trang này có thể download được cái firmware này, có đây để chúng ta có thể nâng cấp thẻ nhớ. Ví dụ nó có thể nhớ các bác ở trong này, em có tìm hiểu qua là như vậy. Đó, thẻ 2GB không biết là bao nhiêu cái, tiêm cắm máy tính nha. Đó, cái này thay cho cái băng. Thì khi mà các bác có cái này thì các bác có thể lên trên mạng và các bác download cái game miễn phí thoải mái luôn để chơi, chứ không cần phải mua một băng game một. Đó, thì cái này rất đơn giản như vậy, không cần hack gì cả, chỉ cần có cái này là chơi được thôi. Đó, máy thì đây. Về sơ qua hình thức thì đúng là hơi cũ thật. Về sơ qua hình thức là hơi cũ thật thôi, tiền này của đấy chấp nhận vậy. Có bút này. À, đây có bút đầy đủ đây. Ở trên này, ơ sao cái nắp pin hơi lạ này. Cái nắp pin này hình như không phải của nó, hơi lạ một chút. Thôi không sao, sao có che được nắp pin này được rồi. Ở trên này của nó thì có thông tin đây. Nintendo DS Lite này. Modem là USG001, sản xuất vào năm 2006. Có nghĩa là 14 năm rồi, 14 năm trong một chiếc máy mà vẫn chơi ngon. Khá là thú vị, sản phẩm này rất là bền. Thì cái sản phẩm này nó có hai slot, đây là slot 1 và slot 2. Đó, đây là chơi được băng của DS nhá, đây là chơi băng DS này. Còn đây là chơi băng của Game Boy sao này. Đúng rồi. Đây là chơi băng của Game Boy thì sản phẩm này vẫn chơi hai băng. Sang đến DS Nintendo DSi và DSi XL ấy thì sẽ không chơi được băng của Game Boy nữa. Đó, thì chỉ chơi được game DS thôi. Còn sản phẩm này vẫn chơi ngược băng của Game Boy được. Hay bác nào có băng Game Boy thì cắm vào đây. Em nghe nói là băng Game Boy sẽ chơi cái màn hình này. Cái này thì sẽ có hai màn hình nhá. Đó. Vẫn là nguyên cái nắp băng rất là đẹp ở đây này. Đó, bây giờ mình sẽ cắm vào xem nào. Đây thì sản phẩm này thì đây cái sạc của nó đây này. Ok, đúng cái sạc này. Đó. Đấy, em thấy hơi cũ. Đấy, ok, R và L đây, ấn rất ngon. À, bên này thì có nút volume to nhỏ này. Bên này có chân cắm tai nghe này. Cái này thì có, các bác có biết là ở đây nút nguồn này cắm đây này. À, đèn vẫn mở đây nào. Ok, đây này nha. Ok, các nút bấm rất là nảy luôn, rất là nảy luôn.
Không biết là đã mười mấy năm rồi người ta đã thay chưa? Con đất còn này luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây game của nó sẵn này. Trên này hiện tại đã có 24 game. Em sẽ tìm hiểu cách và em sẽ copy về xem thế nào. Và đang có 24 game. Đó. Đây vào game rất là dễ rồi. Để thoát ra vào lại cho các bác xem thử nhé. Thoát đây xem nào. Ok. Mở ra đây. Cả nút nó rất là lẩy luôn. Cả nút này. Đó. Ok. Mở tiếng tôi này. Đây là một cái màn hình cảm ứng này. Có gì không? Ấn lên này. Đó, đây là màn hình cảm ứng. Đó. À, khi đọc thẻ R4i nó sẽ như này. Để không có thẻ như này. Ta sẽ không thẻ như này nhé. Đó. Ok, nó không có thẻ thì nó sẽ hiện một cái bảng như này. Đó, cắm game mà chơi thì nó sẽ hiện game. Và bây giờ em lại cắm lại. Ok, cắm lại thì phải cắm lại máy. Ok. Đó. Đấy, nếu mà có thẻ thì nó sẽ vào luôn. Đó, đang loát này. Đúng rồi. Ở đây này. Cái này có cái đây là game nhá. Đây là game này. Đó. Xem là nó có cái mục gì nữa thì nghe vào game luôn. Em thì em chưa chơi cái này bao giờ. Nhưng mà em cũng có chuyên môn về máy game ấy thì em sẽ vào xem thử như nào mà có game có dễ hay không. Không biết đây là cái gì. À đây chắc là cài đặt thôi. Cách là cái gì này. Cách là một menu là gì. Ok đây chắc là cài đặt và cái thông tin thôi. Tôi thoát đi quay lại này. À đây có cái multimedia. À cái này có thể nghe nhạc được các bác nhá. Có thể nghe nhạc được. À bây giờ em vào con này. Bây giờ em vào con này mà không biết là à chắc không có âm thanh, không có bản nhạc ở đây thì nó sẽ báo như này. Không biết thoát là của gì luôn. Thôi cứ bật lại. Cứ khởi lại thôi. Đây là chắc là cài đặt. Có skin này. Thôi vào lại game đi. Vào lại game xem nào. Đây có sắp sẵn một số game của Mario này. Đó, Zelda này, Mario này, FIFA 01 này, Contra 4 này, Serono này, Pokemon Assassin's Creed này, Mario này. Đó, Donkey Kong và Doraemon này. Đó, cũng vừa tương đối là nhiều game, mà tiếng em hiểu. Có game có dễ không, một game của nó rơi game nặng như game Mario and Sonic này. Hay Mario and Luigi này, nó rơi vào tầm khoảng 134,2 mê. Assassin's Creed con số 7 mê thôi. Đây bảo thử nha. Ấn vào đây thì sẽ tạo một cái file save. Nó sẽ tạo một cái file save. Nó sẽ tạo một cái file save và lưu ấy. Đó. Nó làm này thì chúng ta sẽ khi mà có game mà chắc chắn là phải để lại một nhớ thừa để có thể tạo được file save, và nếu mà chúng ta không để một nhớ thừa ấy, đó thì chúng ta sẽ không tạo được đâu các bác. Đó. Âm thanh ở hai bên này, hai bên loa. Mình khá đẹp nhá. Mình có ứng bên dưới này hơi hơi đẹp và hơi xấu hơn một chút. Đó. Bây giờ cái thời buổi công nghệ bây giờ là máy smartphone màn hình của nó tràn hết rồi. Đó, màn hình tràn hết cả viền máy rồi, mà đây là những chiếc máy chơi game màn hình hơi nhỏ nhỏ đây trông nó hơi là buồn cười đúng không các bác. Đó chào tiếng Anh này. Ok đây là game Assassin's Creed của những thập niên em nhớ hồi cái hồi em đi học đại học là vào năm 2008 thì chơi ở trên Java, chơi ở trên điện thoại ấy. Cái game Assassin's Creed này thì nó rất là đẳng cấp luôn. Còn đây có lẽ là phiên bản từ hồi đấy thì phải. Đó, đồ họa cũng rất là 3D các bác nhìn kìa. Đó. Đấy, màn hình cũng tương đối là sáng đẹp, chứ không tối như là màn hình của GBA, Game Boy. Nói chung là mua những chiếc máy này thì ăn đứt được máy ở Trung Quốc rồi. Chắc chắn một điều như vậy, bởi nút của nó là thiết kế là máy chơi game chuẩn của Nhật luôn. Chứ máy của Trung Quốc thì em chơi như cái máy mà em bóc hộp là con X7 hay là con xịn cho con PowerKD Q90 ấy. Thì chơi cũng không thể nào bằng những chiếc máy này. Thực sự là như vậy luôn. Bởi vì là nó chỉ chơi được game GBA thôi. Mà game GBA thì cũng ở cái mức độ 2D thôi. 16 hay 8 bit đấy. Chứ hình như là không cũng không được 32 bit. Đó. Chào anh ạ.
Đúng rồi, game này như là cái game Assassin's Creed mà trước em chơi trên Java ấy. Nói chung quy lại là chưa quen lắm. Nhưng mà có vẻ như là sao cảm thấy nó hơi giật. Hơi giật thì phải. Ok, thì cái này nó có tương đối là nhiều game ấy. Bây giờ em sẽ lên trên máy tính xem nó có dễ đau hay không, mà xem trong cái thẻ nhớ này nó sẽ như thế nào nhá. Ok, bây giờ có cái đọc thẻ nhớ sẵn của người ta tặng rồi. Bây giờ các bác cùng xem em nhá. Tắt đi đây, rút thẻ ra này. Đó, cắm vào đây. Rất đơn giản thôi, người ta có tặng theo sẵn rồi. Thế mình có thể làm chiến đấu ấy. Ok. Ok, em vừa cắm vào rồi nhá. Đây này. Thế là cái thẻ này có 2 GB thôi. Mà thực ra là bây giờ cái thẻ 32 GB rẻ thôi. Các bác có thể mua với giá hình như là em nhớ nhờ là 100.000 là thẻ 32 GB xịn rồi. Còn SanDisk rồi. Này nha. Còn chống 126 MB. 126 MB. Đây. Đây nó có một cái file là cái file của cái R4 này. Cái này mà xóa đi chắc không vào nữa. Thế này phải giữ nguyên. Còn cái file là file game đây. Ok. File game là NDS. Đây. Ui, cái đào cái này chắc dễ rồi. Vào Google thôi. Đào này em nghĩ chắc dễ. Đó. Thì đúng rồi. Ok. Thì đúng luôn. Ui, mẹ tìm cốc cốc nhục. Tìm cốc cốc mới nhục chứ. Đây rồi. Nintendo.vn này. Đó. Có bác, các bác Việt Nam có đây. Đó. Ôi, vào trong này là diễn đàn mà. Ôi, bỏ qua đây. Và luôn mẹ trang web của nước ngoài đào nhanh. Tiểu trong này các bác có danh sách hết mẹ rồi. Cuối cùng hóa ra là các bác ấy chỉ có là cái diễn đàn trao đổi thôi. Ok, đó. ROM Nintendo DS đây. Mario Super Bros này. Pokemon này. Đa luôn. Ui, chỉ 5 giây. Đa luôn. Cái game Pokemon này là cái game mà được các bác chơi trên máy 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 Nintendo rất là nhiều luôn, cực kỳ là nhiều luôn. Đó. Chờ đao. Ui, tha hồ mà game luôn. Tha hồ game luôn. Mạng em hơi chậm. Đây, Zelda rồi. Mẹ có Call of Duty Black Ops á. Vãi chưởng. Có game Call of Duty Black Ops luôn. Metal Slug 7 này. Down này. Down này. Ô, sao lâu thế nhỉ? Thế đếm 5 giây mà mãi chả đếm xong nhỉ? Chắc là do mạng chậm thôi. À đây, đào đào dưới nào, ôi đào dưới nào. Chết chết, mẹ ấn phát nữa để đào thêm. Đào, mẹ có cả chữ GTA Chinatown luôn. Phải. Đào luôn. Đây, đào về đây. Ok, giải nhanh ra nào. Ôi, giải nhanh luôn. Không có vậy. Đây rồi. Đây rồi. Có vào xem. Rồi chơi thử. Rất là dễ luôn. Đấy, cái này thì quá là dễ để đào một game. Cái này thì quá là dễ để đào một game của Nintendo DS luôn. Mà khi chúng ta có cái thẻ R4 và kèm theo ở trên máy em mua đúng không? Quá là dễ luôn. Đó, đào xong cái game Black Ops phải rồi. Giải nên là có vào chơi thử xem như thế nào. Black Ops mà chơi trên phiên bản máy tính ấy, nó phải bao nhiêu nhỉ? Nó phải tầm mấy chục ghi. Thế mà trên này có 44 MB, đéo hiểu. Đấy. Ok. Ô, đầy bố rồi. Đầy bắt đầu đâu. Xóa cái gì đi nhỉ? Ô, Pokemon có luôn này các bạn này.
Ông này có rất là nhiều game mua sẵn luôn. Đó. Thôi rồi, có thể thử. Không bạn đấy bọn mẹ mua nhớ nó chưa được. Đây, chống ma thư mẹ, ok. Bây giờ em sẽ tháo thử nhé. Đây nha, bây giờ lại lắp lại này. Bây giờ em lại lắp lại nhá. Ok à. Ok. Thử xem coi là cái. Đó. Cái game mà Pokemon em vừa đang xem như này. Đâu rồi? Pokemon em vừa đang đâu rồi? Như đây thì phải này. Có phải này. Ở đây có hai phiên bản Pokemon. Hình như đây. Hình như đây. Hình như đây. Đó. Ok. Đó. Các bạn thấy không? Đào rất là dễ luôn, chơi luôn. Đó thì cái này nhá là mua có 300 nghìn là quá là rẻ vào ngày 12 tháng 12 rồi. Đó còn về chi tiết cái này như thế nào nữa thì bác nào biết thì comment bên dưới nhá. Cái máy này thì là chỉ là chơi game được game DS trên cái thẻ này thôi. Còn nếu mà muốn chơi game GBA hay là chơi game NES thì em sẽ tìm hiểu và chơi. Bởi vì nghe quảng cáo ở đâu chơi được hết các loại máy ở bên dưới. Thế mà chơi được như thế là còn có nó ăn đứt được cái máy Power Q90 mua mới với giá 700 mấy hay 600 mấy nhỉ. Đó với cái máy mà em mua 300 mấy em mua được cái này thì quá là ngon rồi. Đó thì các bác xem clip này thấy hay thì nhớ cho em một like nhá, để chia sẻ mọi người cùng xem. Cảm ơn các bác xem clip nhá, chào tạm biệt các bác.